chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ít người biết rằng khi tắm hay khi sử dụng phòng tắm, chúng ta thường mắc phải một số sai lầm mà đem lại ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bản thân. Dưới đây là những lỗi phổ biến nhất mà đa số mọi người đều mắc phải khi tắm. Quý vị nên lưu ý để có được sức khỏe tốt nhất. Thông tin được đăng tải trên trang báo điện tử Dân Trí. Không tắm ngay sau khi tập thể dục. Một số người cho rằng lý do duy nhất để họ tắm ngay sau khi tập luyện là do cơ thể họ có mùi. Tuy nhiên trên thực tế còn có một số lý do khác nhau như mồ hôi chính là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn trên da phát triển, dần dần sẽ gây ra phát ban. Vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên đi tắm ngay sau khi tập thể dục trong điều kiện cơ thể đã bớt mồ hôi. Sai lầm khi không tắm bằng nước lạnh. Ngay trước khi bạn tắm xong, hãy chuyển vòi nước sang chế độ lạnh và tắm nước lạnh trong khoảng 30 giây. Điều này giúp làm tăng khả năng chịu đựng stress của bạn, làm cho hệ thống miễn dịch của bạn hoạt động mạnh mẽ hơn và giảm nguy cơ bị trầm cảm. Nhưng lưu ý rằng việc tắm nước lạnh trước khi đi ngủ có thể dẫn đến chứng mất ngủ. Sai lầm khi tắm và gội đầu quá thường xuyên. Những người có mái tóc mỏng hoặc yếu nên tránh gội đầu mỗi ngày. Tốt nhất chỉ nên gội đầu 2 lần một tuần để độ ẩm trong tóc vẫn được cân bằng. Ngoài ra đừng quên rằng việc tắm quá thường xuyên cũng kích thích và làm mất độ ẩm trên da vì những vi khuẩn có lợi đã bị nước tiêu diệt. Điều này có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng cho da. Sai lầm khi không rửa chân khi tắm. Một số người không rửa chân khi tắm vòi hoa sen vì họ nghĩ rằng xà phòng và nước chảy xuống cơ thể và bàn chân được rửa sạch theo cách này. Thật không may, điều đó không hề đúng và nếu bạn không rửa chân cẩn thận, bạn có thể bị nấm móng chân. Sai lầm khi dùng đĩa đựng xà phòng tắm. Nếu bạn có một bánh xà phòng trong phòng tắm, hãy chắc chắn rằng nước thoát ra từ đó được truyền xuống phần dưới của đĩa đựng. Nếu không, vi khuẩn có thể sản sinh ngay trên miếng xà phòng đó. Sai lầm khi sử dụng một chiếc khăn tắm trong thời gian quá lâu. Không nên sử dụng cùng một chiếc khăn tắm trong một khoảng thời gian quá dài. Nếu bạn sử dụng khăn bị ẩm để lau người, các vi khuẩn trên đó sẽ làm hại bạn. Nhà vi sinh vật học Philip Pelo khuyến cáo không nên sử dụng cùng một chiếc khăn quá 3 lần. Sai lầm khi không vệ sinh lại bồn sau khi tắm. Đừng quên rửa bồn tắm sau khi tắm. Môi trường ẩm ướt kích thích sự sản sinh của vi khuẩn như E. coli. Vệ sinh cọ rửa bồn tắm thường xuyên giúp ngăn ngừa vi khuẩn tấn công và làm giảm khả năng nhiễm trùng. Sai lầm khi để miếng bông tắm trong phòng. Để miếng bọt biển gần vòi hoa sen sẽ làm các loại vi khuẩn đua nhau sinh sản bởi vi khuẩn phát triển nhanh trong môi trường ẩm ướt. Vì vậy, để đảm bảo miếng bông tắm của bạn luôn sạch sẽ, hãy để treo chúng ở một nơi khô ráo. Bạn cũng không nên để dao cạo trong phòng tắm để ngăn ngừa vi khuẩn tái tạo trên dao. Hãy để nó trên một chiếc khăn khô và hãy nhớ thay đổi lưỡi dao thường xuyên. Và tiếp theo là những thời điểm không nên tắm để tránh nguy hại cho sức khỏe. Không nên tắm sau khi uống rượu. Sau khi uống rượu, mùi cồn nồng nặc, đàn ông sợ ảnh hưởng đến vợ con nên muốn tắm ngay. Thói quen này rất nguy hiểm, rượu ức chế hoạt động của chức năng gan, ngăn cản quá trình giải phóng glycogen. Khi tắm, lượng tiêu thụ glucose của cơ thể sẽ tăng lên. Tắm sau khi uống rượu, lượng đường không được bổ sung kịp thời, dễ gây chóng mặt, hoa mắt, toàn thân bủn rủn. Nghiêm trọng hơn còn có thể bị hạ đường huyết và hôn mê. Không nên tắm lúc đói và ngay sau bữa ăn. Để tiết kiệm thời gian, nhiều người tắm ngay sau khi ăn. Các chuyên gia khuyến cáo nên bỏ thói quen này, đặc biệt nếu bạn thường cảm thấy dạ dày khó chịu sau khi tắm. Nghiên cứu cho thấy, một người tắm ngay sau khi ăn, các mạch máu giãn ra do kích thích của nhiệt độ nước, lượng nước máu cung ứng cho bề mặt da dẫn đến giảm lượng máu đến khoang bụng, ảnh hưởng đến tiêu hóa và hấp thu. Ngược lại cũng không nên tắm khi đói vì dễ dẫn đến hạ đường huyết, thậm chí gây đột quỵ. Khi sức khỏe kém không nên tắm nước lạnh. Nhiều người cho rằng tắm nước lạnh giúp cơ thể khỏe mạnh, song các chuyên gia cảnh báo tắm nước lạnh khi sức khỏe yếu sẽ dễ bị cảm lạnh. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai, chúng ta cùng tìm hiểu về những nơi bẩn nhất trong nhà và cách khắc phục để có được một môi trường sống trong lành. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.